Alo, alo. Alo, anh Bình Gôn đấy phải không ạ? Không phải, nhưng mà mình vừa phát hiện ra một shop bán đồ tự động game ngọc rồng cực kỳ uy tín và giá lại rẻ, đang giảm giá 50% luôn. Thì đó là shop đồ ngon.com nha. Bạn nào cần mua đồ game ngọc rồng thì có lên shop đồ ngon.com để mua nhé. Trên đây bán rất nhiều đồ VIP giá rẻ, giảm 50% cho anh em mua thỏa thích. Hơn thế nữa, shop còn có những vòng quay có những phần quà vô cùng hấp dẫn. Đôi top nạp thẻ nhận rất nhiều quà. Truy cập ngay shop đồ ngon.com để biết thêm nha. Link shop mình để ở phần mô tả nhé. Ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Đầu video chúc em ngày mới vui vẻ. Ok, ở clip trước thì tôi đã hứa là sẽ share phiên bản có tự động luyện tập free. Thì ở clip này tôi sẽ share nha. Tôi thấy mấy ông comment ở video trước là đã có link phiên bản này rồi. Ừ đúng rồi, đây là phiên bản cũ mà. Nên là mấy ông có thì thôi. Còn mấy ông nào chưa có thì kéo phần mô tả, tôi có để link nha. Tôi có để mật khẩu ấy, nên là mấy ông phải xem hết video mới biết là mật khẩu mà tải. Bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách để dùng tự động luyện tập free nha. Bây giờ thì phải vào bản hack nha mấy ông. Ok, tôi vào bản hack rồi đây. Bây giờ thì anh em xem nè. Đầu tiên là anh em chat là TS, có nghĩa là tàn sát nha. Thì tàn sát nó sẽ chạy như thế này này. Nó sẽ chạy từng đến con quái một nó bem. Đó. Xong bây giờ anh em chat là KC tàn sát. Thì nó sẽ dịch đến con quái. Như kiểu là tự động luyện tập luôn nha mấy ông. Tôi có nhận làm đệ tử, làm nhiệm vụ và bán vàng nha mấy ông. Vàng là 20k thì được 104 triệu. Còn làm nhiệm vụ thì mắc rẻ, nên ông nào thuê thì cứ inbox qua Zalo 0865701141 nha. Còn một số tính năng nữa tôi sẽ review tiếp lè. Ok mấy ông nghe nhạc nha. Em cứ nói chơi game là khổ, nhưng sao khổ bằng việc ta được em. Nạp vào game là lỗ, nhưng sao lỗ bằng việc chiều lòng em. Anh đợi từ sáng tới đêm chỉ để hỏi thăm vài dòng tin nhắn, và rồi em không trả lời. Anh lại mở game trong sự im lặng. Em bảo anh chơi em không chịu nổi, anh chơi thì em lại dối. Muốn cùng em hàn huyên cả tối, nhưng vì đồng đội nên anh lại thôi. Ngày qua ngày vẫn thế, em vẫn luôn từng ngày thay đổi, nhưng game thì không hề, luôn chung thủy như ngày đầu thôi. Anh chẳng biết nhiều câu thả thính, cũng chẳng hứng thú ngôn tình. Anh chỉ muốn chơi game là chính, vậy nên em nghĩ anh bị thần kinh. Ngoài trời mưa rơi giả dích, nhưng trong phòng ấm áp chơi game. Đi chơi cùng em chẳng thích, chỉ thích mở máy và quẩy suốt đêm. Bây giờ em muốn làm sao, muốn anh nói hay em tự hiểu. Anh cũng muốn nói thẳng ra, nhưng tính anh chẳng dám làm liều. Kèo này hơi khó, đây chỉ là suy nghĩ lan man. Anh sẽ không dám nói, vì em nghe thấy là anh toang nhạ. Ok, đây là tính hạn. Đây là tính năng thứ hai nha mấy ông. Tính năng này là tính năng auto bông tai, tự động cho đệ về nhà, dành cho mấy ông nào hay úp ra đát, để ôm ra đát để úp thuê ấy, kiểu như úp thuê ấy. Đó anh em nhìn này, tự nó tách vào nó ấy ra, tự tách vào, tự hợp tệ vào, tự tách ra, xong rồi con đệ tự về nhà. Quá xịn luôn. Bạn này còn nhiều tính năng lắm, nên là mấy ông tải về mà tự mày mò nha. Link tôi để ở phần mô tả nha mấy ông. Nhớ là có mật khẩu đấy, phải xem hết video thì mới thấy được mật khẩu nha mấy ông. Ok, bây giờ tôi sẽ dừng clip ở đây. Bye bye, hẹn gặp anh em ở clip lần sau. Thank you.
Anh đã đưa đôi tay mình cho em, còn dịu bước em qua trong tay. Hứa em điều sẽ thấy là tất cả vì yêu em đây mà. Anh không biết nói ra sao để anh có thể cảm nhận từng điều mà em muốn.